Kính chào quý khán thính giả của Bồ đề Phật Quốc TV trên băng tần 57.15. Rất vui mừng được đón quý vị đến với chương trình Viện Phật Học Bồ đề Phật Quốc hôm nay có gì? Kính thưa quý vị, lớp cao đẳng Phật học của Viện Phật Học Bồ đề Phật Quốc như thường lệ vào mỗi tối thứ 6 hàng tuần có 2 tiết học bắt đầu từ 7 giờ đến 9 giờ tối. Trong thứ 6 ngày 14 tháng 2 năm 2020, học viên lớp cao đẳng có 2 tiết học, đó là Kinh Tăng Nhất A Hàm do Thầy Minh Khánh giảng dạy và Kinh Trường Bộ do Thầy Thanh Nguyên hướng dẫn. Mời chị Thân Oanh nói vài nét chính của môn học Kinh Tăng Nhất A Hàm. Vâng, kính thưa quý khán thính giả, Thầy Minh Khánh đã giảng bài Kinh số 10 trong phẩm Khuyến Thịnh. Thông Anh xin được tóm tắt nội dung bài học như sau. Trong bài kinh này, Đức Phật dạy có 2 hạng người xuất hiện ở thế gian thật là khó gặp. Thứ nhất là người hay thuyết Pháp, và thứ hai là người hay nghe Pháp rồi thọ trì phụng hành. Thầy hỏi rằng tại sao gặp người thuyết Pháp khó như Sanh Phùng, Trung Quốc Trưởng Ngộ, Minh Sư? Ở đây, Thầy muốn nói lên nghĩa là nơi phồn hoa, đô thị hoặc trung tâm một quốc gia mà gặp giáo pháp của Đức Phật là điều rất khó. Thầy phân tích rằng gặp được người hay thuyết pháp thật là rất khó, vì pháp ở đây là nói đến giáo pháp của Đức Phật, là một chân lý chắc thật. Người thuyết pháp là người mang giáo pháp của Đức Phật truyền bá đến cho tất cả chúng sanh. Chúng ta cần xem xét trong vị thuyết pháp có chánh pháp không? Người thuyết pháp phải hướng chúng ta về giáo pháp của Đức Phật mà thực hành. Thí dụ như Thầy giám viện ở đây là người khó gặp, vì Thầy luôn phát tâm truyền trao chánh pháp của Đức Phật cho chúng ta và hướng dẫn chúng ta làm theo. Trong thời mạt Pháp này, chúng ta không được gặp Đức Phật, nhưng gặp được giáo pháp của Ngài thì cũng giống như ta ở gần bên Phật vậy. Tuy là Đức Phật đã niết bàn 2564 năm về trước, nhưng Ngài để lại cho chúng sanh những giáo pháp vô cùng quý giá. Vì vậy, chúng ta hãy tinh tấn thọ trì và phụng hành lời của Đức Phật, dạy chớ có quên lãng. Thưa quý khán thính giả, Thầy giảng tiếp rằng hôm nay muốn gặp được Đức Phật là cực kỳ khó, mà gặp người nghe được giáo lý lại càng khó. Ví như con rùa mù gặp bọng cây nổi, mỗi trăm năm mới trôi qua một lần. Tuy là khó, nhưng khi chúng ta gặp được giáo pháp của Phật mà nghe rồi hiểu, tin theo để thọ trì phụng hành là điều có thể làm được. Thầy nói các học viên rất may mắn là được nghe học giáo pháp của Như Lai tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc này. Việc làm của các vị giáo thọ như những cỗ xe chuyên chở chánh pháp Đức Phật và trùng tuyên lại đến các học viên, đó là điều khó gặp trong thời nay. Do vậy, Diệu Quý xin kính mời quý vị hãy đến Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, cho mình cơ hội để nghe và học cùng ôn lại những giáo pháp của Đức Phật, và tốt hơn hết là thọ trì lời Phật dạy để trở thành một người hoàn thiện hơn. Cuối giờ học, Thầy Minh Khánh nói chúng ta hãy y theo Pháp chớ có theo người thuyết. Thầy còn cầu mong các học viên hãy hướng về giáo Pháp của Như Lai và áp dụng thực hành những lời Phật dạy vào đời sống hàng ngày của mình. Giờ đây, xin mời chị Thân Oanh trình bày sơ lược nội dung của môn học Kinh Đại Niệm Xứ của chúng ta đã học. Kính thưa quý vị, thứ 6 vừa qua, lớp cao đẳng Phật học chúng ta bắt đầu học bài mới là Kinh Đại Niệm Xứ, bài số 22 trong Kinh Trường Bộ do Thầy Giáo Thọ Thanh Nguyên hướng dẫn. Như thường lệ, trước hết Thầy giải thích tên kinh Mahāsatipaṭṭhāna Sutta. Maha là đại, lớn, chi tiết, Sati nghĩa chữ Hán là niệm, còn chữ Việt là nhớ, nghĩ hay giữ tâm trí. Pattana gồm có ba nghĩa, thứ nhất là nỗ lực, thứ hai là mong cầu đưa đến giải thoát giác ngộ, và nghĩa thứ ba là không liên hệ đến khổ đau. Còn Sutta có nghĩa là kinh. Mahāsatipaṭṭhāna Sutta được dịch nghĩa là Kinh Đại Niệm Xứ. Thầy giảng rằng chúng ta phải nên hướng tâm và khởi tâm để nỗ lực nhiệt tâm tinh cần, chánh niệm tỉnh giác để diệt trừ tất cả những cấu uế, không cho nó khởi lên, và diệt trừ tất cả những tham ô của cuộc đời. Điều này Đức Phật đã khẳng định rất rõ. Đây là con đường duy nhất để đưa đến giải thoát và giác ngộ. Thầy giảng giải thêm tại sao chúng ta cần phải có chánh niệm tỉnh giác liên tục. Bởi vì chánh niệm tỉnh giác là phần quan trọng đối với một người tu, nhưng cần phải liên tục thì việc tu học của chúng ta sẽ đạt được kết quả mau hơn. Vâng, đúng vậy. Tiếp theo thầy giảng là chúng ta có 3 lý do để giữ gìn chánh niệm tỉnh giác liên tục như sau. Lý do thứ nhất là nếu chúng ta không có chánh niệm tỉnh giác liên tục thì tà kiến sẽ dễ dàng xâm nhập bất cứ lúc nào. Lý do thứ hai, chúng ta sẽ không biết chết lúc nào. Và lý do thứ ba là chúng ta sẽ không biết đắc quả lúc nào. Đây là 3 lý do quan trọng mà chúng ta cần phải có chánh niệm tỉnh giác liên tục. Để biết thêm chi tiết, Thân Oanh xin kính mời quý vị vào website của Bồ Đề Phật Quốc để nghe thầy giảng chi tiết hơn. Sau đây là phần tóm tắt bài kinh. Mời Diệu Quý trình bày sơ lược phần này. Thưa quý vị, Kinh Đại Niệm Xứ là bản kinh quan trọng nhất trong Tam Tạng kinh điển. Bài kinh này được giảng giải nhiều chi tiết hơn về các đề mục quán niệm so với bài kinh số 10 trong Kinh Trung Bộ. Đức Phật dạy đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho tất cả chúng sanh, vượt tất cả sầu u và lo lắng để đạt đến Niết Bàn. Đó là 4 nền tảng của quán niệm, tức là quán thân, quán cảm thọ, quán tâm và quán pháp. Và đây cũng là chủ đề của bài kinh. Hôm nay chúng ta sẽ đi sâu vào chi tiết của Kinh Đại Niệm Xứ. Kính mời quý khán thính giả cùng tham dự. Kính thưa quý vị và các học viên, tối nay thứ Sáu ngày 21 tháng 2 năm 2020, lớp cao đẳng Phật học chúng ta sẽ học tiếp Kinh Tăng Nhất A Hàm, bài kinh số 11 trong phẩm khuyến thỉnh do thầy Minh Khánh hướng dẫn. Mong các học viên nhớ xem bài trước khi thầy giảng để ta mau hiểu và nhớ bài lâu hơn. Mời Diệu Quý giới thiệu về tiết học thứ hai của lớp chúng ta. Kính thưa quý khán thính giả, tiết học tiếp theo là chúng ta sẽ học tiếp Kinh Đại Niệm Xứ, bài kinh thứ 22 trong Kinh Trường Bộ. Thầy Thanh Nguyên sẽ giảng dạy về phần tổng thuyết của Tứ niệm xứ. Kính mời quý khán thính giả cùng Diệu Quý tham gia buổi học này nhé. Kính thưa quý khán thính giả, trân trọng kính mời quý vị hãy đón xem chương trình dạy và học của Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc tối nay lúc 7 giờ đến 9 giờ tối. Quý vị có thể đến học trực tiếp ở Viện Phật Học tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, hoặc xem bài giảng trực tiếp tại Facebook Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc. Trân trọng kính chào quý khán thính giả và kính chúc quý khán thính giả một ngày đêm an lạc.